cho các bạn. Hôm nay mình có một cái chia sẻ nữa với các bạn nha. Hôm nay mình pha rượu. Cái này là cocktail nha các bạn. Thì cái cocktail này có cái tên tiếng Mỹ là rum and coke. Cái này là rum, là rượu rum, Bacardi ha. Ở đây mình có coke là Coca-Cola. Và mình đã chế ra một cái rượu rum này nè. Mình có thể dùng từ 1 ounce tới 2 ounce. Có nghĩa là khoảng 30ml tới 60ml ha. Thì cái nước này á, nó có cái tên là rum and coke. Thì mà nó còn có một cái tên nữa gọi là Cuba Libre ha. Thì ở đây mình có cái ly này để uống rượu pha ha, có nhiều đá và nước sủi bọt ha. Mình có chanh, ở đây có một miếng chanh, hai miếng chanh, một miếng để vắt vào và một miếng để gắn lên cho đẹp. Ở đây mình có đá. Thì cái nước này rất là dễ làm. Thì mình có đá, mình bỏ đá vô đây. Nhiều đá ít thì tùy theo ý của mình thích nha các bạn. Mình thích đá đây ha. Rồi mình nặng chanh vào. Cái chanh này bạn có thể thích thì nặng, không thích thì không có bỏ chanh cũng không sao ha. Mình thích bỏ chanh cho nó thơm thì nặng một miếng nước chanh vào đây. Rồi mình đây là rượu rum, mình có ở đây mình có 30ml. Nếu mà ai muốn uống nặng thì 60ml ha. Đổ ra đây. Rồi ở đây mình có chai coke. Coke này là Mexican coke ha. Coke nào cũng được. Xài cái coke trong lon cũng được, nhưng mà nhà mình có coke này thì mình xài cái này. Chế vào đây. Nếu mà ai đã thích uống bỏ đá, còn mình thì mình không thích uống ngọt lắm, cho nên mình bỏ nhiều đá. Để mình thót thêm. Đây mình có cái muỗng mình quậy lên. Cái rượu nó trộn với lại cái cốt là được rồi. Còn cái này là mình gắn lên cho đẹp. Rồi cái ống hút. Đó. Đây là rum and coke nha các bạn. Thôi các bạn, hồi nãy mình pha ly rum and coke cho ông xã mình uống. Ảnh kêu yếu quá, có nghĩa là nhẹ quá. Cho nên bây giờ mình thêm một ounce rum nữa. Cho nó mạnh mạnh nhất ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thời gian Fan Channel nha các bạn. Từ đây mình về sau mình có một chút chia sẻ nào nữa, mình sẽ chia sẻ thêm nhiều cái rượu pha cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.